Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like nha, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ có những cái sự kiện mới và những con rồng mới xuất hiện nha anh em. Nếu anh em có tiền thì anh em hãy nạp ngay vào để mua một cái con thuộc tộc Kama. Nó hơi lag tí, anh em đợi xíu. Sao lại lag nhỉ? Nhấn mãi không được. Nó đơ luôn game rồi. À được, ok. Nó đang có một con mới. Kama Quest không phải. Mua ở trên anh em nhá. Đây. Còn 5 giờ và 6 tiếng nữa sẽ hết con này. Con này giá là 385.000. Thì tộc Kama mình chưa có con nào luôn. Thật sự là khó. Khó lấy con này lắm. Không cho mảnh luôn anh em ạ. Con này thì cho con xem được thông tin không? Kung Flow Kama. Cùng xem hình ảnh của nó nha anh em, xem nó như thế nào nhé. Dragon này. Kung Flow Kama. Đó, anh em thấy chưa? Ở phía dưới nó có một cái vòng bát quái á. Nhìn trông phê à. Hoàng kim ạ, rồng hoàng kim giáp, hoàng kim bằng vàng luôn đấy. Cả người đã bọc bằng giáp vàng anh em ạ. Ở phía trước ngực nó có cái biểu tượng mang tên là cái hình lốc xoáy xoắn ốc Kama. Nó có một cái skill giữa lửa và nước à. Kết hợp giữa lửa và nước. Có bốn hệ nước này, sấm sét này, bóng tối và hệ gió anh em ạ. Những cái tộc Kama này nó có cái kỹ năng gì nhỉ? Mình thì mình không biết được. Nhân 3 profus food production là nhân 3 khả năng gọi là tạo ra food anh em ạ. Cơ hội gì đây? À, con này có cái cơ hội là gây ra x2 đam anh em ạ, đánh gấp đôi đam luôn đấy. Khá gớm à. Và một con rồng mới nữa. Đó là con rồng ở trong cái tòa tháp này. Úi giời, dạo này lắm rồng mới dã man anh em nhỉ. Rồi cho skip tutorial thôi. Cái này nó khá là dễ ha. Rồi anh em ơi. Nhưng mà vấn đề là anh em có lên được trên đỉnh hay không thôi. Đấy là cái điều quan trọng ha. Ngoài con đấy ra ta sẽ không có nào quá ngon cả. Không có đấy ngon trên đỉnh thôi. Nhưng mà bây giờ nó ra cái sự kiện này Enchant Love này. Trong ngoài có con gì? Trong ngoài thì có con Mamatus. Mamatus thì không cần lắm anh em thật. Tôi lấy cái cuốn giấy tình yêu ở đây nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Được có 2 rồi. Sang trái luôn. Rồi, được có 2 điểm thôi. Open. Hòm ơi, mở ra. Flawless Dragon 1, 2, 3, 4, 5. Được có 1 điểm anh em ạ. Hơi ít nhỉ. Hơi ít luôn. Coolstar 1, 2, 3, 4. Đấy. Tập trung lên trên cái. Cần 4 điểm để lên ha. Ok. Xong ngay. Anh em hãy comment ý kiến xuống dưới nhé. Để mình có thể là cho anh em lên TV trong cái tập kế tiếp nhé. Chắc chắn là như vậy rồi. Underworld. Ôi, con rồng này lạ ra. Con rồng này thật sự là lạ. Mình cũng chưa thấy bao giờ. Thì phải. Con rồng xương anh em ạ, nhìn trông rất là đẹp luôn ấy. 3 hay là 1 hay là mấy điểm thì mình cũng không quá quan tâm, tại vì là căn bản là tôi đã mạnh sẵn rồi ấy, nên tôi không quá quan tâm một cái này lắm nhá. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ lấy một cái cuộn giấy tình yêu anh em nhá. Cuộn giấy tình yêu luôn. Excited Love Lister. Excited Love Lister này nó sẽ tạo ra cái gì nhỉ? Đấy. Có 2 cái cuộn giấy và một cột mốc, có sẽ phải là 50 cuộn giấy thì anh em sẽ được cái op 120 op của con rồng legend bất kỳ nhá. 35 cuộn giấy thì anh em sẽ được cái Lost World Chest và cái hòm này hơi cùi nhá. 75 thì anh em được op Heroic. 100 giấy thì thôi khỏi nói. Nhưng mà khó. 100 cuộn giấy thì quá khó, thật sự là như vậy, mình thấy nó cũng không phải là ngon lắm đâu. Nó cũng bình thường à. Vừa vừa thôi anh em, không đến nỗi là quá là xịn sò cho lắm. Cái còn 6 ngày nữa anh em ạ. Mình đang là 10.200, chắc là mình vẫn đánh lên được ha. Mình nghĩ mình vẫn có thể đánh lên được. Không phải là quá khó lắm. Rồi, chúng ta sẽ pull line. Đúng rồi.
Reagan Rick Gibson. Pua lại tiếp này. Rồi, chiến thần của mình nên đổi sang con khác để đánh cho nó. Ồ, lâu lắm mình thấy con này anh em ạ. Lâu lắm mình thấy con phù thủy áo đen à. Lâu lắm rồi luôn đấy. Pua Energy. Đó. Dragon Dracon. Con này là một trong những con top 10 mạnh nhất đây. Mình nhớ là như vậy đây. Rồi anh em ơi, chúng ta đánh xong một trận. Hiện tại thì cũng chỉ có cái nhiệm vụ ấy thôi, không có nhiệm vụ khác cả. Nên chúng ta sẽ tập trung để cày lên này để nhận quà đã. Xong rồi tính sau ha. Chúng ta cứ tập trung đánh để nhận quà. Còn mấy cái kia thì cơ bản là sẽ gọi là tính toán sau, tính toán về sau. Còn rất là nhiều cái dịp, rất là nhiều thứ để ta có thể đánh được ấy. Nhiều thứ lắm. Rồi anh em ơi, claim. Và chúng ta có 6/20, 42, 40 và 40 anh em ạ. Rồi tấn công luôn nhé. Ok, chúng ta sẽ dùng cái pua line tấn công phát này. 7247 máu anh em ạ. Bên này sẽ là 64.747 máu. Ok chưa? Tấn công thôi. Fernando với 94.168 máu ạ. Một đập nữa thôi là nó sẽ xong phim rồi anh em ạ. Victory rồi. Và chúng ta sẽ có là 9/20. Hiện tại đang có 9/20 ở bên này. Ngoài ra có nhiệm vụ gì nữa không nhỉ? Thực ra thì cũng chỉ có nhiệm vụ đấy thôi anh em ạ, cũng không có nhiệm vụ gì khác ngoài nhiệm vụ đấy. À, hình như có bạn nào vào trong bang hội của mình thì phải. À, anh em nhiều thích vào bang hội của mình thì bang hội mình tên là Giải Ngân Hàng EZ nhá. Vẫn tiếp tục là tuyển thêm thành viên vào trong bang hội nhá. Anh em nào thích thì phải vào. Đơn giản mà. Ba con Heroic luôn. 48, 43 và 42. Legion đấy mà. Bọn Legion thì khá dễ. Theo mình thấy là bọn Legendary này thì nó không có gì khó. Mình hoàn toàn là đánh được ha. Legendary này cực kỳ dễ. Cực kỳ dễ chơi rồi. Rồi anh em ơi, tấn công. Ui, con Voltage có sầu sấm sét này, đẹp chưa? Con này là như ở trong cái thẻ VIP anh em ạ. Thẻ VIP tháng mới có con này nha. Đẹp nhỉ. Hay mình bắt đầu mình nạp lại cái game này nhỉ, để mua mấy con mới mới á. Lâu lắm thì mình cũng không có con nào mới mới để review anh em ạ. Mua cái thẻ tháng có vẻ cũng hợp lý à. Thì có cơ hội lấy được con, chắc chắn sẽ lấy được một cái con rồng cũng dạng kiểu VIP anh em ạ. Cũng dạng kiểu mạnh mạnh ấy. Ok, vẫn thắng được bọn này. Đơn giản, với một mình chiến thần thì đấm lúc nào bọn này chả được anh em. Nó sẽ có là 12/20, 45, 36 và 34. Ờ, 2 trận nữa. Heroic à? Ồ. Tí là vừa vừa thôi. Tí là vừa 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 phải thôi anh em. Đây, tí này thì là vừa nhất. Rồi tấn công Dragon với 16.885, 120.000 máu với con này luôn. Dragon đấy, một đấm. Bên này tiếp tục sẽ là Dragon tiếp. Warfish đấy, đấm này thì bay màu luôn, thăng thiên luôn, không có cơ hội để mà trở lại luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ là 15/20, một trận nữa nha anh em. Rồi. Pua Lai tiếp tấn công. Rồi một đòn. 94.168 máu, bọn này dễ mà. Cái này có phần auto nên mình không cần thiết lắm. Con này bị khắc hệ anh em ạ, cẩn thận chết. Chúng ta sẽ cần phải để những con nào mạnh nhất lên để đánh thôi. Thế thôi. Đánh hết rồi nha anh em. Đánh hết xong rồi chuyển qua mấy cái quest. Có mấy cái quest phụ để đánh cũng được. Cũng đang khá là rảnh. Nhiệm vụ không có nhiều thứ để làm nên chúng ta tập trung vào mấy cái này cũng được. Claim sẽ là được 18/20 nhá. Rồi quay trở lại với cái map chính của chúng ta. Đó chính là cái quest ở bên này.
chúng ta sẽ có cái quest liên quan tới quest for karma thì cũng không làm được, tại vì cái đấy cần phải có con karma, phải mua con đấy cơ thì chúng ta mới làm được nhé. Còn không thì thôi, không thì phải chấp nhận là chơi khác vậy. Poor and lie. Rồi anh em ơi, Chirrus này, tấn công Chirrus này. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ có Blossom Quest, cái đấy thì tính xong nhá. Và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.